Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn trình tự cách tháo lắp các bộ phận của vòi sen để sửa một chiếc vòi sen bị hư. Các bạn có thể áp dụng theo cách này để vệ sinh lõi sen khi lõi sen bị nghẹt do cấn cặn. Đây là một chiếc vòi sen đã bị hư bộ lõi, không thể mở và đóng cắt nước, dẫn đến hiện tượng nước chảy không ngừng mặc dù không mở nước. Nếu vòi sen nhà bạn như trong trường hợp này, các bạn đừng vội vứt bỏ. Hãy tháo và kiểm tra bộ lõi của sen. Để tháo lần lượt các bộ phận của vòi sen, các bạn cần chuẩn bị dụng cụ để tháo. Tua lưu vít hai cạnh loại nhỏ hoặc bút thử hiện. Một chiếc vặn vít lục giác loại nhỏ. Loại này thường dùng để vặn chốt hãm, tay nắm khóa cửa. Một chiếc kim mỏ quạ. Và một chiếc mỏ lết. Trình tự ta tháo như sau. Trước tiên ta tháo núm đánh dấu cửa ra của đường nước nóng và nước lạnh. Dùng bút thử điện cậy nhẹ núm ra khỏi tay gạt của vòi sen. Tiếp theo, vặn nhả chốt hãm cố định tay gạt để nhấc tay gạt của vòi sen ra. Có loại vòi sen dùng tua vít hai cạnh để vặn nhả. Đối với loại sen này, tôi dùng tay vặn lục giác để vặn. Sau khi đã tháo tay gạt của sen ra khỏi thân sen, các bạn quan sát thấy lõi của sen này đã bị hỏng, dẫn đến rò rỉ nước. Tiếp tục ta tháo lắp chụp của sen. Để tháo lắp chụp của sen, ta dùng kim mỏ quạ để tháo. Tiếp tục ta tháo lắp ren cố định lõi sen. Dùng mỏ lết kẹp vào lắp ren, vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo. Sau đó, các bạn nhấc lõi sen ra khỏi thân vòi sen để kiểm tra. Kiểm tra lõi sen, nếu lõi sen đã bị hư, các bạn thay thế bằng lõi sen khác đúng kích cỡ. Rất đơn giản, các bạn mang lõi sen cũ để làm mẫu ra cửa hàng bán thiết bị ngành nước để hỏi mua. Và đây là lõi sen mới tôi đã mua về để thay thế.
Các bạn quan sát kỹ lõi sen. Đây là hai mẫu của lõi sen để định vị lõi sen trên thân sen. Và đây là hai lỗ cấp nước qua lõi sen. Trình tự ta lắp lại các bộ phận của vòi sen sẽ ngược lại với quy trình tháo. Các bạn quan sát bên trong bầu chứa lõi sen. Phía trên là hai lỗ để định vị lõi sen. Phía dưới là hai lỗ để nước cấp qua. Lắp lõi sen vào thân của vòi sen. Khi lắp lõi sen, các bạn lưu ý lắp đúng chiều. Tiếp tục ta lắp lắp gen để cố định lõi sen. Tiếp đó ta lắp lắp chụp bảo vệ. Đối với lắp chụp bảo vệ, các bạn chỉ cần vặn vừa tới. Tiếp đó ta lắp tay gạt của vòi sen. Sau cùng, ta lắp lúng che vít hãm tay gạt. Trên đây, tôi đã chia sẻ với các bạn trình tự cách tháo, lắp để thay thế bộ lõi của vòi sen. Các bạn chưa biết, có thể xem video để tham khảo. Hy vọng rằng qua video này, có thể chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm để các bạn có thể áp dụng. Các bạn thấy chia sẻ của mình hữu ích, hãy like, chia sẻ video, đồng thời nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.